Bản à, tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 28 tháng 10 cho biết ca COVID-19 mới tăng lên 641, trong ngày Ninh Bình bổ sung thêm 1.907 bệnh nhân. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Ngày 28 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đăng ký bổ sung 1.907 ca COVID-19 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi giả soát bổ sung thông tin. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.501.906 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 116.235 ca nhiễm. Tình hình điều trị COVID-19 Số bệnh nhân khỏi bệnh Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 284 ca, Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.602.546 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy 55 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 47 ca, thở oxy dòng cao HFNC 3 ca, thở máy không xâm lấn 0 ca, thở máy xâm lấn 5 ca, ECMO là 0 ca. Số bệnh nhân tử vong, ngày 27 tháng 10 ghi nhận 0 ca tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam từng đến nay 43.162 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138 trên 230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Tình hình tiêm vaccine COVID-19 trong ngày 27 tháng 10, có 85.474 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 261,6 triệu liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 221,5 triệu liều, bao gồm mũi 1 hơn 71,07 triệu liều, mũi 2 là hơn 68,6 triệu liều, mũi bổ sung là hơn 14,5 triệu liều, mũi nhắc lại lần 1 là hơn 51,1 triệu liều, mũi nhắc lại lần 2 hơn 16,1 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi hơn 23,3 triệu liều, bao gồm mũi 1 hơn 9,1 triệu liều, mũi 2 là hơn 8,8 triệu liều, mũi nhắc là lần 1 hơn 5,3 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là hơn 16,7 triệu liều, bao gồm mũi 1 hơn 9,8 triệu liều, mũi 2 là hơn 6,8 triệu liều.